và cam kết đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, về đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn tài sản. Chúng tôi sẽ đưa ra những tiện ích dịch vụ công tốt nhất, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư có niềm tin vững chắc, cam kết đầu tư lâu dài, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động và người dân, đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp của địa phương phát triển song hành. Khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư cũng là mối bận tâm của chúng tôi và cam kết cùng nhau đồng hành giải quyết, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị. Chúng tôi khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh Quảng Ninh có lợi thế vượt trội, tiềm năng khác biệt, góp phần thúc đẩy phát triển liên kết vùng, trong đó có dịch vụ logistics, và sẵn sàng trao đổi mọi thông tin, mọi mối quan tâm của tất cả quý vị.